Năm tháng đã dần phủ bụi lên những kỷ vật của quá khứ. 30 năm, mọi thứ đã tàn phai dần bởi những phong trần thời gian. Nhưng có một điều chắc chắn chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Đó là những cuộc ra đi không bao giờ trở lại của một thế hệ anh hùng. Là những mất mát đau thương của những bà mẹ Việt Nam tảo tần xương gió. Là những di chứng còn hành hạ những bạn nhỏ nhiễm chất độc da cam ngày hôm nay. Hơn 100 năm, bao nhiêu biến cố của lịch sử. Những mất mát đau thương là quá nhiều và quá lớn để có thể nói được nên lời. Ngày xưa, khi bút sách y tờ, từ những bài học đầu tiên, ta đã được học, phải biết yêu quê hương. Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm và đau thương, hàng ngàn thanh niên đã xung phong đầu quân kháng chiến, ra đường nhập ngũ. Hàng ngàn người cùng một ước mơ độc lập, một mong ước tự do. Và để đạt được cái tự do hôm nay, chúng ta đổ cả máu và nước mắt. Hôm qua, hàng ngàn người đã hy sinh tất cả cho hôm nay của một dân tộc anh hùng. Từng tấc đất của quê hương thấm đẫm máu thiêng dân tộc, từng ngọn cỏ quê hương mang nặng linh hồn người ngã xuống. Đất nước tôi thon thả giòn đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiến con đi, các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nắng nôi, sáng chẳng bao giông, chiều ngân nắng lửa, lao sao chưa hè. Sao chưa hè một giọng ca dao xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời lam lũ thương lũy trên làng bãi dâu bên nương, yêu trọn tình đời môi mặn gừng cay. Tiếng mẹ ru con xin hát về người.
mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Kiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh sinh năm 1941 tại thôn Hoàng Thạch, xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, yêu quê hương đất nước. Ngay trong gia đình liệt sĩ đã có nhiều người tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt tù đày, chiến đấu hy sinh trên mảnh đất quê hương. Sinh ra trong một gia đình nghèo, chịu nhiều gian nan vất vả, nhất là hoàn cảnh cha mất sớm. Khi lớn lên, anh tích cực hăng say lao động để nuôi mẹ già, là sống trong chế độ thực dân Pháp đô hộ, một xã hội bất công, người dân không có quyền làm chủ, không có quyền sống, không có quyền nhu cầu hạnh phúc, phải chịu một bè làm nô lệ, đi phu đi lính, bỏ thân tại rừng cao su nơi hầm hò, chúng vơ vét tài nguyên của đất nước ta, mai đó về chính quốc nổ tiếng ta đã trải qua bao lần đuổi giặc Tống, Đoàn, Hán, Nguyên, Minh Thanh, giành lại độc lập, tự do của dân tộc. Anh được sống trên quê hương miền Bắc xã hội chủ nghĩa, được độc lập, tự do, được học hành, tiến bộ, hạnh phúc, ấm no. Song còn miền Nam, nhân dân vẫn bị kìm kẹp,
của chính quyền tay sai và đế quốc Mỹ, hiểu biết sâu rộng anh cần xây dựng tâm thù lập tân đế quốc, anh xây dựng bác hồ cách mạng, hiểu biết lịch sử nước nhà giàu lòng yêu nước, là một thanh niên và một đoàn viên thanh niên có sức khỏe bất tài sống trong thà đàn hồ chí minh, là một đoàn viên thanh niên được học hỏi giáo dục nhiều nên anh là rất nhiều nghề cần. Anh nên theo những gọi của đảng, sẵn sàng nhập một quân đội cá nhân Việt Nam tháng tư năm 1982 đơn vị cai là anh đã dũng cảm chiến đấu với kẻ thù, lập nhiều chiến công trên các chiến trường. Anh có nhiều uy tín được đồng đội mến yêu, cấp trên tin tưởng giao trọng trách rất hiểu quan trọng. Anh chỉ huy nhiều trận đánh thắng lợi. Ngày 23 tháng 11 năm 1970, anh đã chỉ huy tại mặt trận xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, một trận đánh lớn đang tiến quân như vũ bão. Hôm nay anh bị trúng đạn hy sinh. Anh đã làm tròn lời thề trước khi vào quân ngũ, thề quyết tử cho tổ quốc hy sinh. Máu anh đã đổ tô thắm lá cờ hồng, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc Bắc Nam sum họp một nhà, đang đẩy đà phát triển kinh tế, xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng như lời của Chủ tịch đã dạy. Anh có nhiều thành tích trong chiến đấu, được nhà nước ghi tặng huân chương quân công, huân chương giải phóng hạng ba và huân chương kháng chiến hạng ba. Kính thưa các quý vị, 41 năm anh nằm nghỉ nơi đất khách quê người, vẫn được chính quyền toàn thể cùng nhân dân xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi anh nằm nghỉ chăm sóc thương gói chu đáo. Đâu cũng là người Việt quan cổng cháu lạc, đâu cũng là đất trời quê hương Việt Nam. Sao thể theo nhiệt vọng của anh em con cháu trong gia đình dòng họ muốn đón anh về với quê hương đất tổ, thiện nghiệp chăm sóc muôn gói cho trọn nghĩa đại tình. Được sự quan tâm của chính quyền các cấp các ngành xã Thái Sơn, sự giúp đỡ tận tình của phòng lao động, của phòng nội vụ lao động thương binh xã hội huyện An Lão cũng như chính quyền huyện thành phố, sự giúp đỡ chính quyền đoàn thể hàng ban tư sách xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa hải cốt anh về tới quê nhà. Nhớ công anh liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, 49 năm anh đã xa quê, hôm nay anh mới trở về quê hương. 8 năm tuổi nghỉ chiến trường, 41 năm nằm nỉ gió sương đất trời, nhớ công chiến đấu nơi nơi, lãnh đạo mưu trí của người chỉ huy, bao năm kháng chiến trường kỳ, một lòng trung hiếu hai vì quân nhân, tiến bộ học tập chuyên cần, tài đức sáng tạo 10 phân vẹn 10, huân chương các loại sáng ngời, lưu truyền gia tộc đời đời nhớ ơn. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, tên tuổi anh sáng mãi trong dân, gian lao vất vả chẳng ngại ngần, chiến đấu sinh ra không lùi bước, cống hiến trọn đời của thanh xuân, tổ quốc quê hương đang bừng sáng, có con anh to lớn góp phần. Máu anh đổ dành tự do độc lập, một tâm hồn tươi gói chữ nghĩa nhân.
bà con tỉnh làng nghĩa xóm. Tôi được ủy quyền và chi hội cựu chiến binh làng văn hóa toàn thống cùng đội tiêu binh trong buổi tiễn đưa chi tiết đồng chí liệt sĩ Hoàng Văn Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đưa hương hồn đồng chí Hoàng Văn Vinh. Thưa các vị đại diện và các vị tân quý khách sơ thần, với một tinh thần ngoại dân tộc Việt Nam và nói là người Việt Nam không bao giờ chịu cảnh những nước như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói và một nhà thơ đã nói: nước huy vong loài giống bị hao mòn, dân đói khổ xích xiềng hết quá chậm. Thưa linh hồn đồng chí Hoàng Văn Vinh, đã trải qua bao năm tháng dân tộc tiến lên phía trước chống bọn xâm lược ngoài bang với khí thế hào hùng của toàn dân tộc Việt Nam, tất cả Điện Biên, tất cả cho đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tự hào với lứa tuổi thanh niên. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đã biết bao thanh niên đã tạm xa gia đình theo tiếng gọi của Đảng, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, mang lại độc lập tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc và cho mọi người dân Việt Nam. Thật vậy, đồng chí Hoàng Văn Vinh đã dương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng, của quân đội và nhân dân cả nước. Thưa các vị đại biểu, với thưa linh hồn đồng chí, chiến thắng nào mà không có tổn thất, thắng lợi nào mà không có sự mất mát hy sinh. Đất nước đã độc lập tự do, nhưng cũng có bao anh hùng liệt sĩ đồng bào các nhà anh hùng đã đổ biết bao nhiêu xương máu để tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Chúng ta cũng tự hào quân đội ta có Đảng lãnh đạo, có một vị trai già dân tộc rèn luyện thực sự là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhưng tiếc thay, đồng chí không còn đó, Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn đồng chí. Thực hiện uống nước nhớ nguồn, ăn quả mọi người nhớ người trồng cây. Hôm nay được sự trợ giúp giúp đỡ của chính quyền toàn thể, tất cả các vị có trách nhiệm cùng mong muốn của gia đình liệt sĩ đưa di cốt đồng chí Hoàng Văn Vinh về địa phương và quê hương nơi đất mẹ chính ca và quê hương đồng chí Hoàng Văn Vinh, nơi đất nhà đồng chí cất lên tiếng khóc. Đất miền Trung nằm lại tứ thập nhất liên 41 năm, ôi nhớ thương gia diết khôn cùng, nay di cốt đã được về nằm trong lòng đất mẹ. Thưa các vị đại biểu, thưa các vị tân quý khách, với nghĩa tình đồng đội, tôi được ủy quyền của chi hội cựu chiến binh làng văn hóa Đoàn Dũng, tôi lời chúc đồng chí Hoàng Văn Vinh an nghỉ được thanh thản. Nhân dân xã Thái Sơn và tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam đều nhớ công ơn đồng chí. Được ủy quyền của chi hội cựu chiến binh làng văn hóa Đoàn Dũng, xin gửi lời chia buồn và thấm thiết nhất của chi hội cựu chiến binh làng văn hóa Đoàn Dũng. Xin thay mặt cho chi hội cựu chiến binh, đội tiêu binh thắp nén nhang tế
tiễn chân đồng chí Phạm Văn Vinh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vinh của xã Thái Sơn vào làm việc, xin kính mời. Ban tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vinh xin phép được bắt đầu. Hoàng Văn Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã, trưởng ban tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ và thắp hương trước linh hồn liệt sĩ. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Văn Bình, Bí thư chi bộ Văn Dũng, đồng chí Nguyễn Văn Lương, trưởng làng Văn Hóa và thắp hương trước khi tổ chức lễ đón hài cốt. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các cụ, các ông các bà cùng toàn thể bà con dân làng. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh sinh năm 1941 tại Đoàn Dũng, Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng, trưởng thành trong thời kỳ cách mạng giải phóng miền Nam, bước vào thời kỳ cam go khắc nghiệt. Nhận thức được trách nhiệm của tuổi trẻ, đồng chí Hoàng Văn Vinh đã hăng hái tình nguyện gia nhập quân đội tháng 4 năm 1962. Sau thời gian huấn luyện, đồng chí được điều động trực tiếp chiến đấu tại mặt trận KN gần 40 năm. Gần 10 năm trực tiếp chiến đấu, đồng chí đã giành nhiều chiến công, được phong quân hàm đại úy, chức vụ tiểu đoàn trưởng và đã trực tiếp chỉ huy tham gia nhiều trận đánh tiêu hao nhiều sinh lực của địch và góp phần quan trọng cùng toàn quân của dân miền Nam đánh đuổi đế quốc Mỹ, chế độ Mỹ quyền Sài Gòn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí Hoàng Văn Vinh đã anh dũng hy sinh ngày 23 tháng 11 năm 1970 tại xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau hơn 40 năm yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạn, linh hồn liệt sĩ luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương chăm sóc, hương khói, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Tại quê hương hơn 40 năm qua, gia đình và thân nhân liệt sĩ vẫn luôn mong mỏi được đón hài cốt và linh hồn liệt sĩ trở về quê hương nơi sinh ra, nuôi dưỡng liệt sĩ trưởng thành. Được sự giúp đỡ và quan tâm của các cơ quan lao động thương binh xã hội hai huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, nay hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vinh đã được di rời về tại gia đình. Sáng nay, với tình cảm và lòng biết ơn vô hạn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Thái Sơn, cán bộ và nhân dân làng Văn Hóa Đoàn Dũng long trọng tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vinh. Sau đó tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Sơn. Để Đảng bộ, chính quyền và người thân cũng như nhân dân trong xã chăm sóc, hương khói, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Về dự lễ đón hài cốt liệt sĩ hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đại biểu xã các đồng chí Hoàng Văn Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã, trưởng ban tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ cùng các đồng chí trong ban tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ, các đồng chí bí thư trưởng thôn, ban vận động xây dựng làng Văn Hóa Đoàn Dũng, toàn thể dòng họ nội ngoại, bà con làng xóm, đồng chí đồng đội đã về dự đông đủ. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí Hoàng Văn Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã, ban vận động xây dựng làng Văn Hóa Đoàn Dũng. Thưa anh linh hồn liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con dân làng Văn Hóa Đoàn Dũng,
cách đây 49 năm, liệt sĩ Hoàng Văn Vinh hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Liệt sĩ đã lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu và anh dũng hy sinh tại xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Liệt sĩ được đồng đội và nhân dân an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hơn 42 năm yên nghỉ tại trang đất tỉnh bạn. Tại đây, ban quản gia và chính quyền địa phương chăm lo hương khói cho liệt sĩ một cách chu đáo để tỏ lòng biết ơn liệt sĩ đã hy sinh thân mình trước sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Theo nguyện vọng của gia đình, họ tộc và thực hiện và được sự giúp đỡ của các cơ quan phòng lao động thương binh xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Sơn, quê hương của liệt sĩ. Sáng nay, ngày 3 tháng 6 năm 2011, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thái Sơn, Làng Văn hóa Đàn Dũng long trọng tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vinh. Thay mặt các ban tổ chức, tôi xin tóm tắt tiểu sử và sự chiến đấu hy sinh dũng cảm của liệt sĩ Hoàng Văn Vinh. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh sinh năm 1941 tại thôn Đoàn Dũng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình và quê hương có truyền thống chống giặc ngoại xâm, quê hương núi voi, anh dũng bất khuất kiên cường. Bước vào tuổi thanh xuân, trong giai đoạn đế quốc Mỹ mở rộng quy mô bắn phá miền Bắc, dùng công quân hủy diệt hậu phương miền Bắc, chúng muốn chúng ta trở lại thời kỳ đổ đá, gây sức ép, ngừng chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu tất cả cho chiến trường miền Nam, tất cả vì tiền tuyến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với sự lãnh đạo của Đảng sức mạnh của dân tộc với truyền thống của 4.000 năm lịch sử đã được khơi dậy. Chưa bao giờ chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy cao độ như thế. Lúc này cả nước dấy lên phong trào ba sẵn sàng, năm xung phong, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Lời thề ấy đã in sâu vào tâm trí của mỗi người dân đất Việt, trong đó có liệt sĩ Hoàng Văn Vinh. Liệt sĩ đã cùng hàng triệu thanh niên trong cả nước lên đường đánh Mỹ. Tháng 4 năm 1962, sau một thời gian huấn luyện, liệt sĩ được biên chế vào đơn vị KN, chức vụ đại úy, tiểu đoàn trưởng, trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận tỉnh Phú Yên. Trong những năm 1962 đến 1970, liệt sĩ cùng đồng đội liên tục chiến đấu, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Những thành tích đó của liệt sĩ cùng quân và dân cả nước làm nên cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975. Đối với đồng đội, đồng chí Hoàng Văn Vinh luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, làm việc gì cũng có trách nhiệm để được cống hiến phục vụ cho chiến đấu, sống mẫu mực, có uy tín với đồng đội, đồng chí thực sự xứng đáng là tấm gương sáng, có phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, anh giả phóng quân, chung với Đảng, hiếu với dân, được anh em đồng đội tin yêu. Kết quả đồng chí đã được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương quân công, huân chương giải phóng hạng 3. Và đêm ngày 23 tháng 1 năm 1970, đồng chí được cấp trên giao nhiệm vụ đánh khu dồn dân Đập Bất của Mỹ Ngụy. Trong một trận chiến đấu khắc liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình tuổi trẻ cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Sự hy sinh của đồng chí Hoàng Văn Vinh đã khơi dậy cho lớp lớp thanh niên trong cả nước nói chung, thanh niên xã Thái Sơn nói riêng hăng hái lên đường đánh Mỹ. Đảng và nhân dân ta rất tự hào về những người con của dân tộc gan dạ anh hùng đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước sự hy sinh lớn lao của liệt sĩ, thay mặt cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi xin hứa, xin kính cẩn nghiêng mình trước tấm gương anh dũng hy sinh ngàn thu bất diệt của liệt sĩ. Toàn thể bà con dân làng thực hiện lời dạy của Bác, uống nước như nguồn, ăn quả như người trồng cây. Nhân dân ta có truyền thống cách mạng bằng chung thủy son sắt. Trong những năm vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thái Sơn thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với các thân nhân thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng, thường xuyên hưởng ứng tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách ngày càng được nâng cao.
và động viên cho họ giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng. Kính thưa các quý vị đại biểu và thân nhân liệt sĩ, đón hải cốt liệt sĩ hôm nay trong lúc đất nước ta đang chuyển mình đi lên thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta là những người được sống trong hòa bình. Tôi xin hứa sẽ lao động và học tập, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức lễ đón hải cốt liệt sĩ hôm nay, tôi xin chúc gia đình luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, quyết tâm phấn đấu xây dựng mô hình người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng, gương mẫu luôn đi đầu và thực hiện đóng góp các nhiệm vụ xây dựng nhà nước và địa phương ngày càng giàu đẹp. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khai Sơn, Làng Văn hóa, Thôn Đoàn Thống cùng thân nhân liệt sĩ đã kết hợp tổ chức long trọng lễ đón hải cốt liệt sĩ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi người đã có mặt tại đây để dự lễ truy điệu, sau đó tiễn đưa hải cốt liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Sơn. Thay mặt cho ban tổ chức và gia đình xin trân trọng cảm ơn và đáp lại tình cảm ấy, chúng tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho gia đình lên phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu, do đảng, chính phủ, chính quyền địa phương, kính thưa ban lãnh đạo đảng và công an thành phố, kính thưa bà con cô bác nội ngoại gần xa cùng dân làng, chúng tôi là Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1941, năm 1962, chúng tôi nghe theo tiếng gọi của đảng nhập ngũ lên đường vào Nam chiến đấu. Năm 1970, chúng tôi đã anh dũng hy sinh. Sau 41 năm, chúng tôi yên nghỉ tại trên mảnh đất thần đồng của Tổ quốc. Nay nguyện vọng của gia đình đồng muốn đưa chúng tôi về quê hương Bác Tổ, được sự tâm tâm của các vị quan quan chức mạng, nay gia đình tôi đã đưa chúng tôi về quê hương và gia đình. Nay được đảng, chính quyền, địa phương, bà con dân làng đã dành thời gian đến tại gia đình dừng lễ truy điệu cho chúng tôi và đưa chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và biết ơn trong lúc gia đình. Trong lúc gia đình có nhiều việc thiếu sót, xin được các vị và bà con nhận thức xin chân thành cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức và gia đình một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự có mặt và giúp đỡ của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thái Sơn, cán bộ và nhân dân làng Văn hóa Đồng Dũng, cùng đông đảo bà con họ hàng làng xóm, đồng chí đồng đội và các vị thân bằng hữu của gia đình cũng đã về dự để thăm viếng hải cốt liệt sĩ hôm nay. Trước giờ tiễn biệt hải cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vinh về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Sơn, kính mời toàn thể và nhân dân chúng ta đứng dậy giành phút cử động một chút. Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Phút tưởng niệm liệt sĩ Hoàng Văn Vinh bắt đầu. Được tiến hành, xin tất cả cảm ơn.
Mang nỗi niềm
giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên. Sức sống hòa tình đời.
Và dù nơi chốn xa cho gió mưa có rơi rầm rề, em nhủ mình rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Súng còn vang dân lầm than, đây chiến trường thì quyết sông pha. Ánh dương bầu trời Việt bao la, mang hòa bình tới để toàn dân vui sống nó. Xã Thái Sơn và gia đình trang trọng tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vinh. Kính mong các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Nhân dân đau thương ghi nhớ ơn của bao you.
nước nhà cho dòng dõi nhìn hương xưa biển xin đều cao ông rồi về ta yêu sao lãng quên non nước mình.